vậy? Im lặng, không thôi tao bắn chết. Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Mấy người là ai? Thả tôi ra. Là ông. Tại sao lại bắt tôi? Đi mà hỏi con gái của bà rồi. Còn Chiêu Dương, nó đã giết cha của tôi. Bà có còn nhớ người tên A Quẩy không? Trả thù cho cha có gì là sai? Báo cáo chỉ huy, đã phát hiện mục tiêu, đã phát hiện mục tiêu, xin đại lệnh. Bây giờ chúng ta đã có USB có công thức rồi. Chúng ta sẽ xây dựng một đế chế mới. Đúng. Một đế chế mới. Một cuộc chơi mới. Tỷ sẽ theo em tới cùng. Ta cũng vậy. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta chia ra lẫn trốn. Sau một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ gặp nhau nha. Alo. Con chó, tao sẽ giết mày. Ông không còn gì để nói nữa sao? Tao sẽ gửi qua điện thoại của mày số hình ảnh và cả địa chỉ. Đuổi con Chiêu Dương, đem cái USB tới đây, đuổi lấy mày sống mẹ nó. Má. Má. Cuối cùng con cũng làm liên lụy tới má rồi. Casili. Casili. Chị tính sao? Tôi phải đi cứu má tôi. Mọi người không cần phải đi theo đâu. Em sẽ đi với chị. Em nghĩ mọi người bỏ em sao? Gặp Chiêu Dương và Mỹ Kỳ, còn tất cả ở ngoài. Mọi người đây chờ tôi.
tôi ra, thả tôi ra. Má, Chiêu Dương, má đứng lại đó. Chiêu Dương, mày bước một bước nữa tao bắt giỡn sợ mẹ mày. Vậy thì trao đổi đi. Như lời mày nói. Quăng cái USB qua đây cho tao. Không được. Cởi trói cho má tao trước. Một tay nhận hàng, một tay nhận người. Chiêu Dương, đưa lão bàn đi. Dạ. Xin lỗi lão bàn, tôi phải đuổi theo Mỹ Kỳ. Sao má lại ở đây? Má, má ơi. Má, má ơi. Má ơi. Má ơi, anh ơi, gọi cấp cứu đưa má tao về bệnh viện giùm. Má, nhờ anh. Chiêu Dương, tàu đã tới chưa? À, tôi có số điện thoại của Mỹ Kỳ, có thể lần theo định vị. Đưa cậu đi theo ông chủ, nhưng tôi sẽ cho cậu một số tiền. Nè, cậu cầm lấy. Tôi sẽ đưa ông đến nơi an toàn, sau đó tôi sẽ rời đi. À,
Trần Nam, chạy đi, mau. Lão bạn, cậu ta chỉ tháp tùng theo tôi. Nhanh lên. Chị, đây là đường cùng rồi. Chị tính sao? Cô chọn đi, giật thẩm hay là giữa cột? Tôi không muốn giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo trước khi chết. Cũng đủ rồi, ta liều lĩnh chọn con đường mình đi, dù biết trước kết cục là giật thẩm. Rất vui được làm bạn với cô. Xuống dưới, chúng ta vẫn là bạn. Chiêu Dương, anh đứng lại. Em, Chiêu Dương, Chiêu Dương, em định làm gì? Dừng lại đi em. Em đã đi xa, không thể nào dừng lại được rồi. Mỹ Kỳ, em đừng bỏ em. Em nghĩ anh không thể che chở cho em được nữa. Kiếp này em nợ anh. Anh yêu em. Em xin lỗi anh. Hôm nay sẽ là ngày đền tội của mày. Ông chủ, mau đi đi. Mày giết hại cả tao, mày phải trả tội. Trả tao đi. Em sai rồi phải không anh? Không, Chiêu Dương à, nghe lời anh, dừng lại đi em. Chiêu Dương, em sai rồi. Chiêu Dương, Chiêu Dương, Chiêu Dương. Mỹ Kỳ. Xã hội này không cần một người như em tồn tại. Không, em đã phá hỏng mọi thứ. Nếu được chọn lại, em sẽ chọn gia đình. Không, Chị Dương, nắm chặt tay anh. Chị Dương, không, đừng buông tay anh. Nắm chặt tay anh, Chị Dương. Em không xứng đáng nhận được tình yêu thương của anh nha má. Tha em, chăm sóc cho má. Chị Dương, Chị Dương, Chị Dương.
Dương. Má ơi, con về với má rồi đấy má. Con có tội với má nhiều lắm má ơi. Trúc Trà. Má. Trúc Trà, anh về với em với má rồi đây em ơi. Anh về rồi đây em ơi. Anh về với em rồi đây. Anh có biết là má với em chờ anh lâu lắm rồi không? Chiêu Dương đâu rồi con? Chiêu Dương đâu? Chiêu Dương đâu rồi con? Má ơi, Chiêu Dương đâu rồi? Chiêu Dương đâu? Chiêu Dương mất rồi má. Cô đã nhảy xuống vực sâu khi bị công an truy đuổi. Má. Má. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má. Má. Má ơi. Bình tĩnh má ơi. Má ơi. Má bình tĩnh lại đi má.
Ba đừng làm con sợ mà má ơi. Má. Má ơi, ba đừng làm con sợ. Má ơi má. Má ơi. Bình tĩnh đi má. Má sao vậy má? Má ơi. Má ơi. Má. Má đừng làm con sợ mà má. Má ơi, con về với má rồi đây má. Má bình tĩnh nha má. Má ơi. Má. Em ơi. Má. Má. Má ơi, má sao vậy má? Má ơi. Bác sĩ. Má ơi má. Bác sĩ ơi. Má ơi, bình tĩnh đi má. Má ơi. Má ơi má. Má ơi. Được rồi, được rồi. Bác sĩ ơi. Má tôi bị sao vậy nè bác sĩ? Người nhà ra ngoài đi. Má ơi. Mời người nhà ra ngoài đi. Cứ đưa đi. Chị bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi chị. Anh, bây giờ mình phải làm sao anh? Để bác sĩ khám coi sao đó em. Chắc má không sao đâu. Em lo quá. Dạ bác sĩ. Má tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân đã bị sốc mạnh. Tôi đã tiêm thuốc an thần rồi. Bà ấy ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Người nhà cứ yên tâm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nè chị, chị để lên đó đi. Sao giờ này mà chưa thấy về nữa? Chắc cũng sắp về tới rồi đó. Bộ chị Nôn gặp chị xui lắm phải không? Dạ, tôi nghe con Trà nó điện thoại. Mà sao lo quá. Không biết chị xui chỉ về, chỉ gặp tôi chỉ có nhận ra tôi không nữa. Về rồi kìa. Anh Út. Thằng quỷ, cuối cùng cũng được gặp mày. Cảm ơn Út nhiều lắm nha. Anh Út khỏe hả? Hiếu. Cô hai. Cô hai. Ủa, chị xui. Ủa, đây là ở đâu mà xui vui quá vậy? Chị xui, chị có nhận ra tôi không? Ủa, tôi với chị làm xui nào vậy? Mẹ. Mợ ba, mợ đừng có nói là mợ không có nhận ra tôi nghe. Chị là ai? Sao kêu tôi mợ ba? Tôi là Ngọc Lan mà. Má. Dạ, con chào bác. Hiếu, con về là tốt rồi. Mẹ, má con bây giờ chỉ nhớ mình là Ngọc Lan thôi. Má con không nhớ gì hết. Ủa, sao hồi nãy hai bay nói hai bay là con của tao mà. Ừ, dạ thì đúng rồi. Má đẻ ra hai đứa con mà. Ủa, Ngọc Lan đẻ hồi nào vậy ta? Vậy Ngọc Lan có nhớ Út Mót không? Tên nhà sao quắc à. Má, để con đưa má vô nghỉ ngơi nha. Đừng kêu tôi bằng má. Tôi đâu có đứa con lớn vậy. Thôi mà, con đưa má vô nha. Ngoan nha. Bye bye. Bye bye.
Má con bị cú sốc quá mạnh khi nghe tin Chiêu Dương chết. Giờ nào trước bị tổn thương, chưa ký ức ngắn hạn, nên bây giờ má con chỉ nhớ được cái lúc má con còn là con gái thôi. Thiệt là tội nghiệp chị xui quá. Cuộc đời của má con là một tấn bi kịch đẫm nước mắt. Cô chưa từng thấy người phụ nữ nào mà trải qua nhiều đoạn trường như má con. Con hy vọng thời gian sắp tới má con sẽ hồi phục. Nhưng mà nói thiệt, thà má con sống như bây giờ mà tốt. Nhìn thấy má con cười còn hơn là nhìn thấy má con đau khổ vì mất Chiêu Dương. Vậy là con Dương nó chết rồi hả con? Dạ. Giờ con đã phải trả cái giá quá đắt cho việc có ý đi nhầm đường. Bữa nay sao Xuyên quét nhà vậy? Con quét nhà đón khách. Khách nào? Trời đất ơi, mỗi khi mày ở dơ như quỷ vậy đó, khách nào mà quan trọng với mày quá vậy? Má cứ nói vậy hoài. Con không có biết ổng là ai. Ổng nói là có chuyện quan trọng, muốn tới nhà gặp má để nói chuyện. Tao làm gì có bạn, mày nói xạo. Má. Cái gì vậy? Má đừng có uống rượu. Ổng nói là má phải tỉnh táo để nói chuyện với ổng. Cái ông nào mà dám cấm tao uống rượu vậy? Hả? Bực bội. Dạ. Dạ bác. Bác có phải là bác Mộng Tuyền không? Cậu tìm tôi làm gì? Dạ. Trời, giống niên như hai giọt nước. Anh là Võ Hiếu hả? Ủa sao anh lại có số điện thoại tôi? Rồi gặp má tôi có chuyện gì không? Anh có biết người nào tên Chiêu Dương không? Trời ơi, đừng có nhắc tới bả nữa. Nhắc tới bả là tôi nổi da gà nè. Tôi là chồng của Chiêu Dương. Anh là chồng của Chiêu Dương? Còn đây là Trúc Trà. Bác nhìn coi cô gái này có nét nào quen không? Vừa quen quen nhưng cũng rất lạ. Cô là ai vậy? Trúc Trà. Bác nhìn cái bớt hình con bướm này có quen không? Trại trẻ mồ côi, ánh sáng thiên đường. Đến lúc con 2 tuổi thì ba còn xin con về làm con nuôi. Nó nè, you
Con, chuyện gì vậy trời? Con mẹ ơi, chị của con, chị của con nè Hận. Trước kia tôi có một người anh cùng cha khác mẹ, bây giờ có thêm một người chị cùng mẹ khác cha. Một bí mật mà má đã giấu kín trong lòng, má đã gửi chị con vào trại mồ côi. Lúc đó má chỉ là một cô gái 17 tuổi. Má không phải là một người mẹ. Chào anh. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn. Dạ mời chào. Chúc mừng anh chị. Dạ, dạ chào chị. Dạ, xin mời chào. Dạ, dạ qua bên này. Chúc mừng nha. Dạ. Để dễ thương hết chị. Dạ. Dạ. Chào em. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, xin mời. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Má vui không má? Má vui. Má cảm ơn con nha. Con đã lo cho em con một đám cưới rất là ân ý. Con chỉ cần má hứa là má bỏ rượu thì chắc chắn má sẽ có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên chị em tụi con. Ừ. Má hứa má sẽ bỏ rượu. Dạ. Nói thiệt hen. Dạ. Mẹ đi đường xa có mệt không mẹ? Mẹ không có mệt, mẹ thấy rất vui. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bây giờ con đi đón một người quan trọng đây. Chị á, có cô con gái rất là ngoan. Thì bây giờ con Trúc Trà nó cũng là con của chị mà. Võ Hiếu, anh Hải mới xuống đó. À, em cứ lo anh Hải không xuống kịp đó chứ. Vừa xong phiên tòa là anh chạy thẳng xuống đây liền đó. Dạ. Mức án dành cho Tên Đạt bao nhiêu năm vậy anh? Sau khi có chứng cứ đầy đủ Tên Đạt tham gia đường dây ma túy của ông Duy Kha, tòa đã tịch thu một số tài sản của ông ta. Bản án tù 10 năm thích đáng cho kẻ phản bội. Dạ. Em cũng có theo dõi các phiên xử đồng bọn của Thanh Trùm. Trần Nam chịu mức án cao nhất là tử hình, Peter là 20 năm. À, nghe nói phiên xét xử đặc biệt dành cho ông ba cũng sắp được mở. Anh nghĩ ông ta cũng nằm mức án chung thân.
Dạ. Dư Lượng đang rất quan tâm đến vụ án này. Pháp luật nhất định phải công tâm phán xử để làm gương cho những kẻ quan tham biến chất. Anh hai. Tới giờ lên sân khấu làm lễ rồi. Anh biết rồi. Hai em chuẩn bị đi nha. Dạ. Ngồi đi nói. Mời. Mình đi em. Thôi mình dự tiệc đi. Má. Ngọc Lan đừng có run nha. Nha. Xin lỗi. Dạ con mời cô. Dạ cảm ơn. Con mời cô ạ. Trà táo đỏ. Nghiệt ngã nào làm vỡ tan tình yêu tuyệt vời. Ngục tối nào giam cầm trái tim đơn côi, tự tìm ra lối quay về dù có đắng cay và những ê chề. Trái tim đừng chìm đắm trong ngủ mê. Cạm bẫy nào đã đưa em xa chốn yên bình, bão tố nào xoay vào giấc mơ an vui, làm ta đau điên đến bao giờ, làm ta chết trong ngày tháng bơ phơ. Vẫn mãi đi tìm, vẫn mãi mong chờ hạnh phúc từng giờ. Tình yêu ơi xin một lần nữa, ta sẽ nguyện yêu mãi đến mai sau, chẳng còn những thứ